Chào đón các bác đến với lại đôi loa Jamo này. Các bác chỉ biết gật đầu và tâm đắc với em nó thôi. Ngoài cái chất âm và hình thức giá thành của em nó ra, quý vị không còn chê được cái gì nữa. Tại sao? Với đôi loa Jamo, con Jamo này em nhớ là có một bác gạch rồi, nhưng mà không thể đặt cọc. Hôm nay em quay cho các bác cái tiếc này. Quay cho bác tiếc, bởi vì bác ấy có đặt lại thì chắc chắn là cái nội dung em gửi tin nhắn cho bác là ví dụ Jamo 702 chẳng hạn, có tin nhắn bác đặt em không bán cho bác ấy đâu, tính em nó thế. Những đôi loa rõ là hay mà rẻ. Đôi loa này em báo luôn cho các bác, đôi Jamo này có 4.950.000. Và các bác là khi em cắm vào con đờn đông này, con đờn bi đờn đông này, em nghe thật ra nó phải xứng đáng tầm 8-9 triệu trở lên, chứ không bao giờ nó xứng đáng với cái 4.950.000 cả. Sau đây mời các bác nghe, đây là con Jamo này thiết kế với lại bát 20 tính trong lòng gần ấy. Còn tính cái viền mép này của nó ấy, nó phải 22 của nó 22. Trong lúc giới thiệu hàng thế thôi, nói nhiều các bạn, nhiều lúc nói nhịu, các bạn thông cảm cho em. Có những cái vấn đề gì mà em nói cần chấn chỉnh thì các bác cũng chỉnh giúp em, là em nên nói này cho nó hợp lý hơn để em được học dần. Bởi vì là báo các bác là cái âm thanh này em mới vào, em chỉ thích là em được khám phá được rất nhiều loại loa để em được biết. Còn về học hỏi tìm hiểu về hiểu biết về loa thì em chưa biết nhiều đâu, không thể bằng các bác được, nên là rất mong các bác đóng góp giúp. Đây còn đây là đôi Jamo Jamo 702 chưa, thiết kế với 3 bát nhé, chung giấy tem đom trên đây, đây là lớp nỉ. Còn em không giới thiệu nhiều nữa, giới thiệu nhiều nó mang cái tính chất là cứ kiểu câu câu nọ câu kia đến với quý vị luôn này. Jamo 702, hàng made in Dimac, hàng Đan Mạch, công suất tối đa 100W, trở kháng 4-8 ohm, giải rất là rộng, 4-8 ohm đánh được tất. Em đang đánh nó với lại con đờn đông, em đang ghép với lại con đờn đông, giá cũng bình dân thôi, giá con đờn đông lại có hơn 4 triệu. Con đờn đông PMA 390-35 mã, mặt vàng chanh. Mời các bác đến với bản test luôn. Và các bác chỉ biết gật gù với em nó thôi, bởi vì nó hot hay lắm, nó hot hay với mức chưa đến 5 triệu con này. Bác nào nhanh tay thì đến lượt, mời các bác. Các bác đeo tai nghe vào giúp em nhé, mới cảm nhận được vì em quay vào điện thoại. Buồn muốn khóc khi mây bay chiều nay, khi người quay cùng khóc.
Em nó làm lỗ thoát hơi này. Mưa đã thoát rơi, trời sầm sập tối, nhớ hồn tôi đầy. Ngơ ngã chim bay tìm về tổ ấm, dưng dức còi tàu chuyện bên sân ga, lẻ loi trên trời. Vì sao đêm sớm hồn hút trời mây. Đánh rơi cái căng nó rung ấy. Vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi, coi ngân tiếng dài kia tàu về bến xôn xao người gọi nhau, từng người xuống người có sầm sập tôi nhớ hồn tôi đầy, ngơ ngã chim bay tìm về tổ ấm, sưng sức coi tàu chuyện bên sân ga, lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm hôn hút trời mây, lẻ loi trên trời vì sao đêm xưa hồn hút trời mây. Quý vị nghe những bản nhạc mộc, nhạc thật, nhạc gốc, nhạc mộc luôn, không sử dụng nhạc số một chút nào. Quý vị thấy sao? Những dòng nhạc này nó sẽ có chút tiếng sôi, tiếng sôi nhé. Nó không nhạc kia. Không mau phải như mau ai.
thu về sân úa vẫn không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em, không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Chị vốn ngồi nghe suốt rồi không muốn dừng máy kìa. Quý vị hãy đeo tai nghe vào nhé, tai buồn vào. Sao quá xinh màu má, không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, một đời hoa không khi nào hai lần nở, trái mộng còn chính nguyên khi đón anh trở về với em. Em A xin phép được dừng thôi. Bây giờ nó đã quá 12-13 phút rồi, nó lâu quá. Em A giới thiệu kích thước chiều cao cho quý vị luôn, xong em xin phép được nghỉ. Alo loa này có giá là 4.950.000 quý vị nhé. Một mức giá quý vị nào muốn lấy thì alo. Năm chiều cao là 54m, hết 54 phân, 54m. Chiều ngang là 26,8. Chiều sâu của em nó, chiều sâu của em nó là 27. Đó là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị đôi Zamo, là Zamo 702, có giá là 4.950.000. Quý vị nào có nhu cầu đã alo đến số điện thoại 0911 169 961, em giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.